Dũng Cá xin kính chào tất cả các anh chị các bạn đã quay trở lại kênh Dũng Cá. Thì hôm nay Dũng sẽ chia sẻ với anh chị các bạn về cái cách ủ EM2 và EM chuối. Thì trước đây Dũng đã làm rất là nhiều clip để chia sẻ về cái cách ủ ra cái EM gốc, tức là cái EM1 đó. Và cũng có hứa với các bạn là sẽ làm những cái clip tiếp theo, đó là về cái cách ủ ra EM2, EM5, EM rượu, EM chuối, rồi EM tỏi, vân vân. Thì hôm nay Dũng sẽ làm cái clip này để Dũng chia sẻ với bà con, đó là xoay quanh cái cách về ủ EM2 và EM chuối thôi. Còn những cái nội dung khác thì sẽ chia sẻ ở những video clip khác. Thì hôm trước Dũng có chia sẻ với các bạn là bằng cách là ủ từ cái EM gốc, mà gốc bố mẹ, tức là EM đậm đặc đó. Thì chúng ta sử dụng cái ca này, thì cái ca này là 4 lít về thì chúng ta ủ. Tuy nhiên thì cái EM gốc đậm đặc và cái nguồn gốc này là từ Mỹ, do đó thì nó sẽ đắt tiền. Thì bên ngoài thì người ta cũng có sản xuất ra cái loại 1 lít, thì để chúng ta có nhiều lựa chọn. Nếu mà chúng ta ủ cái kia không hết thì chúng ta chỉ cần 1 lít, một lít thì chúng ta ủ ra khoảng hai ra được khoảng 20 tới 25 lít EM gốc, tức là EM một đó, để chúng ta tiếp tục chúng ta sử dụng đó. Thì nó có cái dạng chai 1 lít. Như vậy thì rất là tiện lợi cho chúng ta. Đối với những cái hộ nuôi ít thì họ chỉ cần là 1 lít trong cả cái vụ nuôi thôi, chứ không nhất thiết phải xài nguyên can 4 lít. Thì can 4 lít về thì các bạn phải chia ra nữa, chia ra cho kiếm nhiều hộ mua để cùng chung mua để sử dụng. Còn đây là cái EM gốc. EM gốc tức là cái EM một, tức là Dũng hôm trước Dũng có làm cái video clip chia sẻ với các bạn về cái EM một, tức là mình ủ từ cái EM đậm đặc ra. Thì đây chính là cái EM gốc này các bạn, EM gốc EM một. Thì trước khi chia sẻ với các bạn về cái cách để mà nhân ra cái EM hai và EM chuối á, thì Dũng sẽ giải đáp một số cái câu hỏi. Thì trong thời gian qua khi Dũng đã chia sẻ những cái clip thì rất là nhiều bạn quan tâm và ủng hộ Dũng. Dũng cảm ơn và hy vọng cái clip này các bạn cũng tiếp tục quan tâm ủng hộ, và hãy nhớ cho Dũng một nút đăng nút like, và hãy nhớ là nhấn nút đăng ký cũng như nhấn chuông để những cái video mới nhất Dũng đăng các bạn sẽ là người đầu tiên được theo dõi. Thì về giải đáp cái câu hỏi thắc mắc của một số bạn á, là có nhiều bạn hỏi là khi mà ủ ra cái EM gốc này rồi á, thì mình có thể là sử dụng được chưa, hay là phải tiếp tục ủ ra. Thì ý ở đây các bạn muốn hỏi là mình có thể là lấy mình đánh trực tiếp xuống ao được chưa, và có thể là sử dụng cho ăn hay không. Thì khi mà ủ ra cái EM gốc này á, thì mình có thể là sử dụng cho ăn được các bạn, tại vì cái chủng loại vi khuẩn này cao, khi mà đưa vào trong cái đường ruộng tôm á, nó sẽ lấn át rất là tốt, nó bám vào thành ruột, thành ruột giữa đó. Như vậy thì các cái vi khuẩn gây hại nó sẽ khó tấn công vào, và nó sẽ bảo vệ cái đường ruột con tôm rất là tốt. Thì cái này chúng ta nếu mà sử dụng cho ăn ở cái EM gốc này, thì mình sẽ sử dụng mình cho ăn là 50 lít một ký thức ăn. Còn nếu mà chúng ta không có thời gian thì trộn thời gian ngắn thôi thì bắt đầu chúng ta cho ăn. Và nếu lấy cái này thì đánh xuống môi trường thì vẫn được, vẫn tốt, nhưng mà cái khuyến cáo là vẫn nên tiếp tục mà chúng ta nhân sinh khối ra, thì cái mức độ kích hoạt nó sẽ tốt hơn. Thì cái việc mà từ cái bữa em bố mẹ thì chúng ta nhân ra cái em gốc em một này, thì là đó là cái hoạt động chúng ta kích hoạt cho cái vi sinh đó bung ra nhiều hơn. Thì bây giờ nếu mà chúng ta xử lý xuống môi trường, mà nếu mà tăng cái mức độ nhất thì chúng ta có thể là đánh cái chai này cũng được nữa. Một chai này có thể mình chúng ta đánh được 5.000 khối, nhưng mà nếu mà để chúng ta sử dụng nhiều liều lượng hơn thì chúng ta kích hoạt thêm một lần nữa, tức là chúng ta lại nhân sinh khối lần nữa, thì đó chính là cái EM2. Tiếp theo ở câu hỏi thứ hai á, thì các bạn hỏi là nếu mà từ cái EM gốc bố mẹ này, EM đậm đặc bố mẹ này, EM đậm đặc bố mẹ, thì mình cấy ra cái EM một á, tức là cái EM gốc á, thì mình có nhất thiết phải xài mật đường, xài đường cát có được không? Thì về cái câu hỏi này á, chúng trả lời như sau. Thì cái mật đường, cái rỉ mật đường chính là cái dạng mà phế phẩm của cái quá trình mà tạo ra cái đường, tức là tạo ra cái đường cát.
của chúng ta đó, thì chúng ta sử dụng cái phế phẩm thì tất nhiên là nó sẽ rẻ, còn sử dụng cái đồ thì nó sẽ mắc. Do đó là về bản chất á, thì cái con vi khuẩn này để kích hoạt và nhân ra các cái dòng enzyme khác nhau ở cấp dưới thứ cấp của nó, thì nó cần cái carbohydrate trong cái mật đường hay là cái đường cát của chúng ta đó để nó sống, nó tăng sinh khối. Thì về cơ bản là chúng ta xài được, tại vì các bạn nói là xài bằng cái mật đường nó sẽ dư nước đó, thì về cái phân tích cơ bản thì xài được. Nhưng mà các bạn cũng hãy thử đi, thử nghiệm và làm đi. Thì Dũng đã làm cái ủ bằng cái mật đường rồi và kết quả rất là ok, còn cái đường cát thì Dũng chưa có làm. Tuy nhiên thì cái cơ bản, cái bản chất thì nó như thế đó. Thì các bạn có thể là có nhiều thời gian và các bạn làm ủ cho xử lý cho cái đầm tôm mình, thì mình có thể là mình sử dụng nhiều cái phương pháp khác nhau. Rồi bây giờ chia sẻ với các bạn về cách ủ OM2, tức là từ cái OM gốc này mình sẽ ủ ra cái OM thứ cấp là OM2, đây là OM1. Thì để ủ ra OM2 thì chúng ta sử dụng là 1 lít, 1 lít cái OM1 này cộng với 2 lít mật đường và khoảng 47 lít nước để chúng ta nhân ra cái OM2. Và cái OM2 thì về cái cách làm thì đầu tiên là các bạn coi lại cái video mà Dũng làm về cái ủ ra cái OM này, thì cách làm cũng tương tự thôi, tức là chúng ta sử dụng cái nước sạch. Nước sạch rất là tốt nha các bạn. Nước sạch thì để cho cái hạn chế tối đa cái khuẩn có hại ở trong môi trường nước. Ví dụ các bạn để một cái can cái khuy nhựa đó ở ngay chỗ cái vị trí ao, thì chúng ta nếu mà chúng ta lấy nước ao thì không có tốt, tại vì cái vi khuẩn có thể là cái vi khuẩn có hại trong đó, khi mà chúng ta nhân sinh khối vô tình chúng ta sẽ nhân sinh khối luôn cái vi khuẩn có hại. Do đó chúng ta lấy cái nguồn nước sạch, và khi cái nguồn nước nó hơi ấm tí xíu thì nó sẽ hiệu quả hơn. Rồi thì chúng ta đổ nước sạch vào, sau đó là chúng ta đổ 2 lít mật đường vào, chúng ta khuấy cho mật đường tan, rồi bắt đầu là chúng ta cho 1 cái lít OM gốc OM1 này vào. Rồi ngoài ra như vậy thì chúng ta đậy nắp kín và chúng ta ủ khoảng từ 3 tới 4 ngày là có thể xài được. Thì nhiều bạn cũng hỏi là nếu như vậy thì mình có thể bổ sung cái cám gạo vào được không? Thì rất là ok, không có vấn đề gì. Chúng ta bổ sung cám gạo, tại vì khi mà ủ ra OM gốc á, thì chúng ta sẽ bảo quản trong thời gian là 6 tháng tới 1 năm. Do đó là chúng ta chỉ cần sử dụng mật đường thôi để chúng ta ủ. Rồi nếu mà chúng ta xài không hết thì chúng ta bảo quản. Còn khi mà các bạn ủ đánh xuống ao á, thì chúng ta có thể là bổ sung cám gạo vào, thì thêm khoảng 2-3 kg cám gạo nữa. Đối với cái liều lượng như vậy của Dũng nãy nói đó, rồi chúng ta ủ, rồi chúng ta đánh như vậy thì cái hiệu quả rất là ok luôn các bạn. Và đối với cái khi mà ra cái OM2 á, thì cái thời gian bảo quản nó sẽ không lâu. Thì thường là trong vòng 1 tháng nếu chúng ta ủ thì chúng ta nên xài liền, tại vì cái liều lượng nó cũng tương đối là nó rộng, tức là 1 lít OM này, 1 lít mà 1 lít OM gốc này các bạn ủ ra OM2 thì ra khoảng được 50 lít. Thì nếu chúng ta xử lý nước luôn thì chúng ta có thể là đánh 50 lít 1.000 khối, hoặc là xử lý đáy thì chúng ta có thể là đánh 10 lít 1.000 khối. Như vậy thì có thể là ủ không kịp tủ để chúng ta xử lý luôn, chứ là chúng ta không có để lâu để bảo quản, nên cũng không có vấn đề mà chúng ta lo, chúng ta sợ cái OM của chúng ta hư. Đó, đó là cái OM2. Rồi thì cũng nhiều bạn hỏi là nếu mà cái liều lượng ra khoảng 50 lít OM2, như vậy thì các bạn muốn ủ chỉ ra khoảng 20 lít mà với cái điều kiện cái lượng đó thì có được không? Thì vẫn được các bạn, tại vì các bạn ủ ra mục đích của cuối cùng của các bạn là các bạn sẽ đánh xuống toàn bộ xuống dưới ao nuôi, thí dụ 1.000 hoặc 2.000 mét khối các bạn ủ ra để các bạn đánh xuống, giống như các bạn nhân sinh khối mà đánh xuống, thì các bạn sẽ lấy đủ cái liều lượng các bạn ủ 1 lần, các bạn đánh xuống hết ao nuôi đó, rồi chúng ta sẽ làm những cái mẻ kế tiếp. Như vậy thì cái lượng nước nhiều hay ít không quan trọng, mà quan trọng là chúng ta đủ cái liều lượng của cái vi sinh này để khi mà chúng ta đánh xuống ao thì nó đủ cái chủng với đủ cái lượng vi khuẩn để chúng ta xử lý cái mức độ ô nhiễm của môi trường. Rồi tiếp theo Dũng sẽ chia sẻ với các bạn về cái cách ủ OM chuối. OM chuối thì chúng ta sẽ lấy cái OM2
Tiếp tục chúng ta sẽ ủ ra cái ơi em chuối. Và ơi em chuối này thì các bạn biết là chuối nó sẽ có nhiều cái vitamin có lợi, thì chúng ta sẽ sử dụng cái đó để chúng ta chọn vào thức ăn, rất là có hiệu quả cho tôm. Nó sẽ giúp tôm tăng cường cái sức đề kháng và sức khỏe. Thì để ủ ơi em chuối thì các bạn lấy cái ơi em 2, các bạn cộng với 1 lít mật đường, 1 lít ơi em 2, 1 lít mật đường và 8 lít nước. Thì như vậy thì nó sẽ ra được 10 lít. Chúng ta bỏ rồi một cái can 10 lít đó chúng ta đậy kín. Thì ủ cái này thì nếu mà chúng ta để nước quá đầy thì chúng ta phải thường xuyên là chúng ta theo dõi cái mức độ sinh hơi của cái thùng ủ rồi chúng ta xả ra ra. Còn nếu mà chúng ta để khoảng trống nhiều thì chúng ta sẽ không lo vấn đề này. Đó thì ủ trong thời gian cũng khoảng 3 tới 4 ngày. Đó. Khi mà cái dung dịch này nó có cái mùi thơm đặc trưng và nó có cái hệ men ở bên trên rất là nhìn rất là rõ, thì bắt đầu chúng ta lấy để chúng ta sử dụng. Và chúng ta trộn cho tôm ăn với cái liều lượng từ 5 tới 10 ml một ký thức ăn. Chúng ta trộn để khoảng 1 tiếng nửa tiếng trước khi cho tôm ăn. Như vậy thì nó sẽ giúp cho tôm có cái sức đề kháng tốt và nó sẽ làm cho cái đường ruột của tôm nó sẽ có cái hệ vi khuẩn có lợi. Thì đó là chúng đã chia sẻ với các bạn về cái cách ủ ơm 2 và ơm chuối. Thì trong những cái video tiếp theo Dũng sẽ chia sẻ về cái cách ủ ơm 5, ơm tỏi. Hy vọng các bạn sẽ yêu thích video và hãy nhớ tiếp tục theo dõi Dũng trên kênh Dũng Cá và Dũng Cá TV. Xin chào tạm biệt các bạn.